Đây là phiếu nhập kho theo lệnh sản xuất mà các bạn đã lập vào ngày 2 tháng 1. Và sau khi đã đưa toàn bộ các nguyên vật liệu vào để sản xuất ra thành phẩm, và ngày 4 tháng 1 thì thành phẩm đã hoàn thành và chúng ta sẽ căn cứ vào lệnh sản xuất để tiếp tục lập phiếu nhập kho, làm tăng kho thành phẩm để có thành phẩm xuất bán cho khách hàng. Nghiệp vụ phản ánh liên quan đến nhập kho thành phẩm, nợ cho tài khoản 155 theo thông tư 133 hoặc nợ cho tài khoản 1551 theo thông tư 200 để làm tăng kho thành phẩm. Có cho tài khoản 154 tập hợp toàn bộ các chi phí để chúng ta có được thành phẩm đó, hay chính xác là phản ánh giá vốn của thành phẩm. Các bạn sẽ căn cứ vào lệnh sản xuất mà chúng ta đã lập vào ngày 2 tháng 1 để hoàn thành thực hiện việc lập phiếu nhập kho, tích chọn lập phiếu nhập kho và tích chọn đến mã thành phẩm. Trên phiếu nhập kho, các bạn sẽ điền thông tin của người giao hàng là nhân viên Nguyễn Ngọc Ánh. Diễn giải, các bạn sẽ ghi nhập kho thành phẩm theo lệnh sản xuất của ngày 2 tháng 1. Và ngày thành phẩm hoàn thành thì các bạn phải căn cứ vào ngày trên phiếu nhập kho là ngày 4 tháng 1 năm tài chính. Và phần mềm cũng căn cứ vào lệnh sản xuất để tập hợp toàn bộ thành phẩm theo yêu cầu của lệnh được nhập vào kho 155 và phản ánh vào nghiệp vụ nợ cho tài khoản 155 có cho tài khoản 154 và kiểm tra lại tổng số lượng 2.800 thùng. Ở phần đơn giá và thành tiền, khi các bạn thực hiện việc tính giá thành, phần mềm sẽ tự động cập nhật lên. Và ở phần hai nhỏ, kiểm tra lại đối tượng tập hợp chi phí. Và sau khi hoàn thành được phiếu nhập kho thì các bạn sẽ nhấn cất để hoàn thành nghiệp vụ. Các bạn sẽ nhấn đóng lại và như vậy trong lệnh sản xuất chúng ta đã hoàn thành đủ lập phiếu xuất kho và phiếu nhập kho. Và các bạn lưu ý, đối với trường hợp khi các bạn thực hiện lập lệnh sản xuất đã lập đủ phiếu xuất kho và nhập kho nhưng phát hiện lệnh sản xuất các bạn chọn sai các nội dung của lệnh. Trường hợp chọn sai mà đã thực hiện lập đủ phiếu xuất kho nhập kho thì các bạn phải mở lại toàn bộ phiếu xuất kho, nhấn bỏ ghi, nhấn xóa phiếu xuất kho. Và mở phiếu nhập kho, nhấn bỏ ghi và nhấn xóa phiếu nhập kho, nhấn nạp lại dữ liệu, nhấn sửa để chúng ta sửa lại lệnh sản xuất đó. Sửa lại theo đúng nội dung của lệnh sản xuất thì các bạn sẽ tiếp tục lập phiếu xuất kho và lập lại phiếu nhập kho để hoàn thành lệnh sản xuất của ngày 2 tháng 1. Để tránh trường hợp mất thời gian thì các bạn nên làm đúng lệnh sản xuất. Và như vậy trên lệnh sản xuất đã tích đủ lập phiếu xuất kho và lập phiếu nhập kho. Và các bạn muốn kiểm tra lại chi tiết phiếu nhập kho và phiếu xuất kho thì chúng ta có thể vào phần tab nhập xuất kho. Thì ở đây sẽ thể hiện toàn bộ các phiếu nhập kho và phiếu nhập kho. Và đây là phiếu xuất kho và phiếu nhập kho theo yêu cầu của lệnh sản xuất. Ở đây thể hiện tổng tiền bằng 0 là do trên phiếu xuất kho chúng ta chưa thực hiện việc tính giá xuất kho. Và phiếu nhập kho thì chúng ta chưa thực hiện tính giá thành. Và khi nào thì các bạn hoàn thành được thực hiện việc tính giá thành thì phần mềm sẽ tự động cập nhật lên. Như vậy tôi vừa hướng dẫn cho các bạn thực hiện việc lập phiếu nhập kho theo lệnh sản xuất của ngày 2 tháng 1 trên phần mềm kế toán MISA.